Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Sự ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Sự có nhiều một số cây mai tàng đâu gì. Hoành to ha, đấy đẹp. Tàng tròn nè. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha. Rồi, chào anh. Dạ, chào anh Tâm. Kính chào cô chú anh chị em mỗi miền đất nước. Nam có về 30 mai tàng ha. Là cũng giới thiệu cô chú anh chị em xem clip và ủng hộ cho em. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em với clip chiều qua. Thì ngày mới cũng chúc cô chú anh chị em được nhiều sức khỏe và thành công công việc. Rồi không phải chờ lâu, em vô mã số 1 ha. Rồi số 1 ha. Dạ. Cô chú anh chị em xem cuối clip ủng hộ cho em ha. Rồi, một thân một cốt nữa không gì. Thấy đẹp. Rồi hoành thân này 25 anh ơi. Dạ. Bình 25 cũ dữ lắm anh ơi. Thân cũ ha, mai này mày cũ không anh? Rồi cũ mình 40 ha. Dạ, anh sẽ dùng đấy ha. Rồi, mã số 1. Đó, hoành 25 mã số 1 nha. Đấy thì đẹp hết em. Đó, đấy nơm nơm không em. Đó, anh em xem bộ đế nha. Đấy, đẹp. Rất đẹp ha. Nơm xuống không ở đây. Rồi mã số 1 luôn luôn 1 triệu ha. Dạ, 1 triệu. Rồi em bao ship ha mấy anh. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi xuống mã số 1. Dạ, xuống đây. Rồi mã số 2. Rồi cái số 2. Là hoành thân là 19 ha. À, đây đây cái gì? Đấy thì không à. À, bình thân 19. Nó có cũ rồi nè, cũ và lớn nha. À, tàn cái này. Rồi 800k luôn. Rồi 800. À, 800. Mã số 2. Rồi, cũ rất đẹp ha. Dạ. Tiếp theo mã số 3. Rồi cái số 3. Hoành thân 23. Cái này hoành thân cũ nở nè. Cũ quá thì cũ, đo cũ luôn. Cho anh em tham khảo cũ à. Nó có cũ, cây này có duyên lắm anh em ơi. Cũ 37 ha. Dạ. À, đây đây. Một cốt một em, cao tầm 2m2 ha. Này cao 2m2 em anh. À, đế thì có duyên ha. Đế thì có cục rất đẹp anh em. Rồi giao luôn 1.3 triệu mã số 3 ha. Rồi 1.3 triệu ha. Đó, cao 2m2 em anh em. Có một cốt một ha. Tại bằng xe em bị ấy anh em. Quay nó rung nó bị bể đạn này. Đó, tán ngang 1m ha. Này tán ngang 1m hết nè. Cây thông luôn em ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo mã số 4 luôn. Rồi hoành thân 22 anh. Rồi sang dọc. Đó, đế quá đế này mày. Đế lực không em. Tham khảo cái này, đế dữ lắm nè mày. Đó. À. Cũ dữ lắm nè. Cũ dữ lắm nè. Ba tay mình ha. Đấy nè. Đó, cao tầm 2m anh em. Một cốt 1-2m ha, tấn ngang 1m2 ha. Đó. Tham khảo đế anh em. Rồi, em giao luôn 1 triệu 7 ha. Rồi, 1 triệu 7. Có ngày đẹp. 1 triệu 7. Đó, quá đẹp anh em ơi. Đế quá đẹp nha. Dạ. Yeah. Rồi, mã số 4. Số 4 ha. Rồi. Rồi xuống đây. Rồi, xuống đây. Số 5. Rồi, số 5. Cái này cái dáng đẹp quá nè, 20 anh em ơi. Hoành thân 20 ha. Cũ nó 30 anh em ơi. Rồi. Quá đẹp. Dáng rất đẹp nè. Dáng rất đẹp ha. Rồi tán ngang 1m2 ha, chiều cao tầm 2m2 luôn ha. Dạ. Rồi mã số 5. Giao lưu 900 ha. Rồi 900 ha. Đế đẹp đẹp không nha nè. Đế của đích rồi, rất đẹp ha. Đó, tham khảo cái này xù bể nè. Chục bể xù hết ha. Dạ. Đó đây tham khảo ha. Rồi 900k luôn. Rồi. Rồi xuống đây. Rồi mã số 6 luôn. Rồi cái số 6. Hoành thân 21 anh. Cái cũ dữ lắm nè. Không lo nè, hoành xích cái cũ nghe. Có cũ đó, cũ cho anh em tham khảo cũ lắm đẹp. Nhà nó có cũ 32 mình 31 đi. Rồi. Cái này thì xù nha anh. Dạ mới xù. Xù hết rồi, cục lên hết nè. Đầu xù báo xù nha. Dung lô mai này xù nhiều lắm anh ơi, lên tới đạt đường chảnh luôn á. Rồi nó cao tầm 2m2 luôn. Lấy 2m đi. Cao lắm ha. Một cốt một. Rồi tán ngang thì nó tầm 1m2 luôn ha. Đó, bể xù lắm nha nè. Cây này xù lên tới đỉnh luôn nha. Đây,
lên tới cái cốt nó không có ha, nó sầu nổi cục cục lên ha. À. Rồi mã số 6 em giao lưu là 1.300.000 ha. Rồi 1.300.000. À, quá đẹp rồi. Dạ. Cốt mộc. Rồi tiếp theo mã số 7 ha. Rồi số 7. Cái quá đẹp này. Cụ đế dữ. Hoành tăng 23 ha. Rồi. Còn cụ đế nó khổ đo quá, sức cái cụ đế này. Ơ sờ tới 42 này mày. Rồi, đế này cái gì? Qua tài cụ. Đây đẹp ha. Cụ nở nè. Dữ lắm nè. Rồi mã số 7. Cao tầm 1m2 ha. Rồi tán ngang tầm mét luôn ha. Đó, này phòng cỡ nha. Rồi 1.5 ha. Vô luôn mã số 7 ha. 1.5. Quá trời đế anh em ơi. Đế khổ đế dữ ha. Anh em chơi của đế thì đẹp anh em. À, đế một khối đế luôn ha. Rồi 1.5 cho mã số 7 ha. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo mã số 8 luôn ha. Quỳnh Thăng 23 luôn đây. Rồi. Quá tàn. Chi tàn đều luôn anh em. Tán ngang là 1m2 ha, chiều cao tầm mét thôi. Mét chẳng mét 1 ha, lấy mét được ha. Tàn ngang 1m2 á. Chi cành đều băng ha. Rồi ngay luôn 900 luôn ha. À 900 ha. Rồi 900k luôn anh em ơi. Quá rẻ anh em ơi. Quỳnh thằng lớn có 900 anh em. Đó. Xe mộ tàn ha anh em. Rồi 900k cho mã số 8 ha. Rồi, xuống đây. Xuống đây. Rồi, tiếp theo mã số 9 nè. À, 9 một cây mai xù dữ nha nè. Rồi, mai xù ha. Rồi, hoành tăng 20 nha. Rồi. Có củ đế nữa thôi. Củ đế 30 á. Rồi, sơn này 30, dưới đây bự lắm anh em. Dạ. Còn chài, chân chài rất đẹp ha. Rồi, cái này xù dữ nè. À, bể xù ha. Bể xù dữ luôn, cái này xù chải luôn ha nè. Đó, anh em tham khảo cái xù ha. Rồi, mã số 9 nè. Xù bên đây hết luôn ha. Rồi. Vô luôn mã số 9 là 1.500.000 nè. Rồi 1.500.000 ha. Đó, xù chảy về bán 1.500.000 luôn ha. Tàn thì cũng đẹp ha. Nó tầm khoảng 1.3. Tán ngang 1.2 ha. Đó, anh em tham khảo cái xù nha. Đó, xù dữ dằn luôn nè. Chảy hết luôn rồi nè. Toàn bộ luôn ha. Rồi chỉ có 1.500.000 thôi. Đó, xem xuống hết luôn ha. Chân thế rất đẹp ha. Rồi 1.500.000 cho mã số số 9 ha. Rồi xuống cây. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 10 luôn anh ơi. Rồi hoành thân 20 luôn ha. Hoành thân 20, cái củ này có duyên quá. 39 ha. Đó, mã số 10. Đây lực củ nở. Rất đẹp củ này anh em. Đó tham khảo bộ đế luôn ha. Đó đế thì đẹp ha. Cây này có duyên ha anh em. Đó, này cũng hơi xù, hơn tân xù phải ha. Cao 1.2, hoành 20. Củ thì 39 ha. Rồi giao luôn cây này 1.000.000 luôn nè. Rồi 1.000.000 luôn ha. Rồi đó bà cầm nó. Rồi 1.000.000 luôn. Rồi 1.000.000 ha. Rồi. Đó, quá đẹp ha, cũ 100 đó nè, 1.000.000 thôi. Rồi xuống cây. Rồi xuống ngay. Tới mã số 11 anh ơi. Rồi dáng trực tầng thông ha, tông cao nè. Rồi hoành thân 21 anh ơi. Rồi. Đây đẹp. Cũ. Mà nhà cũ đẹp nè. Rồi 39 nữa ha. Đó anh em tham khảo mã số 11 ha. Một đó anh em tham của đế rất đẹp anh em. Đó. Chừng cẳng nó đẹp, là y như thú luôn em. Nói chung là cái này nhìn cũng tự tưởng thú luôn ha. Đó, mã số 11 anh em. Rồi em giao luôn 1.300.000 luôn ha. Rồi 1.300.000 cho con 1.300.000 anh em ơi, một cốt một ha. Anh em về nuôi tàn anh em, tàn cũng ngang ngang ngửa nhau. Về cắt tàn mình coi tàn mình nuôi lại ha. Làm sao chơi được ha. Đó, này hình con thú luôn em. Nói chung là hình thú luôn á. Em tham kỹ nha. Dài lên nó nằm bể lên em. Đó, tham khảo này rồi 1.300.000 luôn ha, mã số 11 ha. Đó, ngoài mới thấy hơi hiền thú anh em. Rồi rồi xuống kìa 1.300.000 anh em. Thêm mã số 12 mấy anh ơi. Rồi 12. Cái này hoành thân 27 anh em. Khá to ha. Ừ, hoành thân 27 lần ha. Rồi mã số 12 ha.
Còn 2 em vô luôn 1.6 triệu nha anh em. Đây là anh em tham khảo cái bộ đế này, nó y như cái móng con bò nè. Nói chung cái chân y như bò, nếu ngoài nhìn ngoài á y như chân bò luôn. Móng là ngoài ha. Móng mà đều đều hết anh em. Đó, hoành thân to hen, rất to nha. Bên đây có hết nha. Chung đế chỗ nào cũng có anh em ơi. Rồi chiều cao nó tầm 2m2 luôn. Lấy 2m đi. Nó ngang 1m3 ha. Trời. Rồi về tỉa tàn lên em. Tỉa là em chưa tỉa nha. Đó anh em có chốt được về tỉa lại giùm ha. Đó. Để anh em tham khảo lại ha. Tham khảo cái thấy cái đế vậy chứ đơn giản chứ ngoài rất đẹp anh em. Đây chỗ này nó gù xuống là nó có móng hết rồi anh em. Mỗi móng hết rồi nè. Ở ngoài nhìn mới kỹ giống cái chân con bò hả anh em. Đó cái này tham khảo em 1.6 triệu em. Bản số 12. Đó, tham khảo cái này hoành thân to luôn em. Hoành thân 27 luôn ha. Rồi mã số 12. Quá đẹp anh em. Cái này tham khảo cái này nha. Chung là chân này chân móng vậy đó. Rồi 1.6 triệu luôn. Cho mã số 12. Rồi xuống đây. Rồi dán trực tàn thông nữa không gì. Rồi hoành thân 24 luôn anh em ơi. Rồi mã số 13. Quá tệ tàn. Dướng nè anh em ơi. Tàn thằng đều đều bước đẹp. Đó anh em ơi, xem cái này nha. Cao 2m luôn ha. Hoành thân 24, cao 2m anh em ơi. Dưới đây cũ, dưới đây em không ngóc nữa cho anh em. Cũ rồi, cũ lòi mà mình không thấy ha. Vừa tới thôi. Cái nào lòi thì mình... cái nào nằm trên thì mình lấy ra, còn nằm dưới thôi em không móc nhiều nha. Đó, tán ngang khoảng 1m3 nè em. Tán ngang 1m3 ha, cao tầm 2m có hơn ha. Đó, chỉ cần này đều anh em ơi. Rồi 1.3 triệu luôn. Rồi 1.3 triệu cho mã số 13 luôn ha. Đó, mấy cái này đẹp quá anh em ơi. Quá đẹp. Rồi xuống đây. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo mã số 14 luôn. Rồi hoành thân gần 21 tính 20 anh ơi. Gần 21. Có cũ nó dữ lắm anh em ơi. 40. Rồi, để đây cái gì? Đó là cái này xù luôn anh em. Lấy xù ha. Rồi, báo cái xù lên này xù cục lên hết nha, toàn bộ ha. Nào xù lên báo xù anh em. Lô mai này xù nhiều lắm. Đó xù nách cục hết đó ha. Lên tới đỉnh luôn ạ. Em tham khảo xù nào là xù lên báo xù luôn mấy anh. Nó nổi u lên hết luôn em. U lên có cục hết luôn à. Nè, đây nè. Có hết em. Rồi 800k luôn. Rồi 800. Đó, 800k cho mã số 14 ha. Đó, để thì đấy cũng khủng nha anh em. Đó, cụ đấy rất đẹp ha. Đó, chỉ thiếu tài chút xíu anh em ơi. Một cốt bọc không em. Đó, 800k. 800k có cây mai xù trên anh em. Một cốt bọc em. Cao khoảng 2m2 ha anh em. Nó tầm người tán ngang 1m ha. Cao 2m2 ha. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Đây luôn chứ không có gì chịu cực thì về sửa đi. Ừ, sửa đi. Rồi, ấm nghe. Rồi, tiếp theo mã số 15 luôn. Hoành thân 20 luôn anh. Rồi. Rồi. Củ đế không khỏi đo, chưa đo củ đế nè. Củ thì nó nằm khoảng 3 mấy ha nè. Này bể xù luôn nè. Nào xù nó xù nha. Này nè, bê xù cục cục luôn ha. Nó cục cục luôn nha. Tham khảo xù nha. Nào xù báo xù nha anh em. Nó xù tới đây luôn ha. Rồi chiều cao nó tầm 2m1, 2m2 ha. Tán ngang 1m2 luôn. Dạ. Đó, cành rất đẹp ha. Qua wow, là xù lên em, cục xù dữ dằn lên em. Đó, mã số 15 ha. Đế thì cũng trải đều đều ha. Đế thì cũng trải đều đều anh em. Rồi 1.1 triệu luôn. Rồi 1.1 triệu. 1.1 triệu cho mã số 15 em có xù chơi nha anh em. Dạ. 86 xù nha. Rồi. Mã số 17. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 16 bên đây. Cây này đế đẹp nè. Rồi mã 21 ha. Rồi. Cái cộng thông. Rồi này cao 2m2 em ơi. 2m2 có hơn nha, tính 2m2 thôi. Một cốt một ngay băng lên em. Rồi cái cũ thì thôi, quá tê rồi anh em ơi. Sửa là cái bầu bị chinh rồi. Rồi em ôm cái cũ một cái, cũ này dữ lắm em ơi. Cũ không biết đo sao luôn á. Cũ không biết đường đo luôn. 38, 39 vậy đó. Cũng chào dần luôn. Rồi cao mới 2m2 ha, một cốt một ngay băng anh em. Đó, về nuôi cành này rất đẹp anh em, cành sẵn cái đó mà, đủ cành nha. Rồi 1.5 triệu luôn ha, 1.5 triệu cho mã số 16 ha. Anh em tham bộ đế lại nha. Rất đẹp.
Đó, anh em tham khảo là bộ đế đi ha. Giá hơi cục cao, anh em tham phụ đế với bộ cũ là được ha. Đó, cũ thì rất đẹp ha. Cũ đế ha anh em. Đó, đóng cái đế này rất có duyên nè anh em ơi. Rồi 1,5 triệu ha. 1,5 triệu cho mã số 16. Rồi. Một cốt một anh em ơi. Cao ha. Rồi, xuống cây. Rồi, rồi sang cho nhau đóng đi. Rồi mã số 17 luôn. Đấy, đẹp luôn. Đó, đây, hàng khủng này. Hoành thân 24 nha. Cũ tròn lắm các bạn. 38. Rồi, đấy đây. Đế thì quá đế nè. À. Rồi mã số 17. 17. Đó, anh em tham khảo cái này nha nè. Cái tầm 2m nha. Rất đẹp. Tán ngang 1m2 nha. Tán ngang nằm ở 2m3 nha anh em. Quá đẹp ha. Anh em tham khảo cái cũ nha nè. Tham khảo bộ đế này nha nè. Đó, anh em tham khảo bộ đế nha. Đó, vừa đế vừa tàn ha anh em. Quá sức ha. Đế triệu ha. Rồi cái này em vô luôn 1,9 triệu nha. Rồi 1,9 triệu. 1,9 triệu. Đó, quá đẹp, anh em tham khảo tàn với đế nha anh em. Đó, quay lại cái tàn đế rồi cho dễ ha. Rồi xuống cây đi. Quá đẹp bộ đế anh em. Rồi tàn chồng quá ha. Rồi mã số 18 luôn ha. Này hơi lũa miếng nha. Rồi hoành thân 19 ha. Đi số để hồi quên. Rồi 18 này mà. Làm như luôn 1,1 triệu luôn. Rồi 1,1 triệu. Đó để quá để anh em. Yeah. Nó bị lỗ miếng trên lưng mà đương kéo da liền anh em, không sao ha. Nào mình báo trước ha. Lỗ miếng này không sao ha. Này mình chơi bình thường ha. Cây mạnh khỏe ha. Rồi này tầm cao 1m1 ha anh em. Tán ngang khoảng 90 ha. Một cây nó nghiêng nghiêng quá anh em, nó bị chinh ha. Xây nó nhìn không được đẹp chút anh em ơi. Thông cảm nha. Nhìn tàn đều là được anh em. Rồi 1,1 triệu. Rồi 1,1 triệu. Đó. Mã số 18 ha, là 1,1 triệu ha. Dạ. Đó để cũng cờ đóng luôn. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Rồi 19 ha. Dán trực tàn thông đúng gì? Tàn tròn tán rộng luôn. Rồi mã số 19 nè. Rồi cây này cây sù. Sù nhiều lắm nè. Hoành thân 22 anh em ơi. Rồi hoành to ha. Bấy sù này. Đó để đều ha. Sù dữ lắm cái này, sù dữ luôn ha. Đó. Rồi em vô luôn 1,5 triệu anh em. Rồi 1,5 triệu ha. Đó 1,5 triệu thôi. Đó anh em chỉ cần á, cao 1m anh em, tán ngang 1,2 ha. Đó 1,5 triệu thôi. Quá sù anh em. Anh em tham khảo sù nha. Rồi sù mới sù ha. Đó. Này lên sù em. Cây này cây lùng lực anh em. Để lên có mắt rất đẹp ha. Bùng cái đáo này. Đó, chỉ có 1,5 triệu anh em ơi. Dạ. Để thì trải đều luôn ha, đều bốn mặt luôn. Đó, tham khảo vừa đế luôn anh em. Rồi, rồi xuống cây luôn. Rồi mã số. Tàn tròn luôn ha. 50. Để đẹp cũ nở đâu gì. Rồi mã số 20. Hoành 21 anh em ơi. Có cũ em. Cũ 36 rồi. Đó, chừng nơm xuống em. Rồi cao 2m2 luôn ha. Cao 2m2 tấn ngang 1m2 luôn anh em ơi. Đó anh em tham khảo cái đế đế là ha. Đế rất đẹp nha anh em. Nhà mai này nhờ vàng có chân ha. Rồi 1,1 triệu anh em ơi. Đó bán màu lẹ cho anh em luôn ha. Anh em dễ chơi. Đó, bán giá đã đẹp cho anh em mua cho em đẹp luôn anh em ơi. Chốt hàng cho em đẹp luôn. Rồi chỉ có 1,1 triệu thôi. Dạ. À, mã số 20 ha. Rồi xuống cây. Cũ đẹp á. Mã số 21 luôn. Rồi cái số 21. Mới rửa. Mới rửa dân sình luôn. Rồi mã số 21 luôn. Hoành thân là 24 anh em ơi. Rồi. Gần 25 tính 24 rồi. Đó. Rồi bể nách hết. Bể nách. Nó chụp quá chân này rất đẹp, con này nó yên thú nè. Tham khảo là ha. Tham khảo là cái đế đẹp ha. Đế lực lắm ha. Nó đều vậy nè. Quấu xuống không nè. Quấu gì nhớ chân con này kia nè. Rồi bể hết á. Lên ha. Đó bể hết từ nách hết á. Cây này nách hết luôn á nè. Rồi một cốt một ngay băng ngay cây này cày luôn em ơi. Tán ngang 1m2 luôn, cao tầm 2m hơn ha.
Đó, cái này đẹp đẹp anh, tham khảo cái này luôn anh. Rồi em giao luôn 1,5 triệu luôn ha. Rồi 1,5 triệu ha. Rồi 1,5 triệu luôn anh em ơi. Mã số 21 ha. Đó, này cũng nhận đề bộ đế chàng bàn đẹp thật chứ. Rất đẹp anh em, tham khảo bộ đế nha. Nó tràn xuống y như bàn tay mình quấu anh em. Một cốt một. Rồi 1,5 triệu. Mã số 21 ha. Rồi xuống đây. Đây. Rồi mã số 22. Rồi 22. Mình tăng 21 luôn em ơi. Nó xù không anh em ơi. Quá tài vô lắm em xù anh em ơi. Nó bị nghiêng. Bị chinh mà. Rồi chiều cao tầm 2m ha anh em. Này là tầm 2m đi. Rồi tán ngang thì 1x2 luôn. Nó bể hết toàn bộ anh em ơi. Cây này là xù từ trên dưới luôn ha. Bể hết luôn nè. Em tham khảo từ cái nách ha. Quay thế anh. Thế cái nách. Rồi 1,1 triệu luôn. À 1,1 triệu ha. 1,1 triệu okay. Luôn mã số 22 luôn nè. Đó xù nách luôn quá trời luôn nè. Mỗi nách mỗi có hết luôn. Đeo lên tới đỉnh luôn ha. Đó chi cành đều ha. Đó anh em tham khảo nè. Bể thì anh em hết luôn. Rồi 1,1 triệu. 23. Rồi 23. Quỳnh thân 24 anh em ơi. Rồi. Có củ rồi. Củ 36 anh. Rồi. Rồi mã số 23 ha. Nghiện chiên nhảy. Làm như luôn 1,2 triệu anh em ơi. Rồi 1,2 triệu. Quá trời. Rồi một cốt một luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Qua tại củ anh em ơi. Củ rất đẹp ha. Lực không à. Rồi tán rộng tàn tròn. Rồi tiếp theo mã số 24 nha. Hoành thân 24 anh em ơi. Rồi. Rồi mã số 24. Rồi. Đó anh em tham khảo em. Chiều cao thì 2m ha. Chiều cao thì 2m. Này bể nách hết anh em ơi. Nó bể hết anh em. Cũng bung nách ha. Rồi chiều cao nó trên 2m em ơi. Tán ngang nó tầm 1,5m nha. 1,5m có hơn nha. Tán ngang là hơn 1,5m thì cá 1,8m anh em ơi. Yeah. Tán ngang dữ lắm. Rồi đấy anh em. Em vô luôn 1,6 triệu em. 1,6 triệu em. Đó anh em tham khảo nha. Chưa bo cho cái củ nữa nè. Chưa đo củ có củ nha. Này nó củ đây cũng rất đẹp. Có chân dài 32. Rồi. Đó rất đẹp em. Rồi mã 24 em. 1,6 triệu anh em ơi. Quá cà tạc tàn. Nó tàn cái đế cũ rất đẹp ha. Rồi mã 34. 24. Quên lộn. Rồi cũng bể nách hết à. Rồi xuống cây. Rồi mã số 25 anh em ơi. Cây này quái quá anh em. Quỳnh thân gần 22 tính 21 ha anh em. Rồi. Đó cũ qua cũ ha. Kéo luôn hoành không to mà có củ. Củ 35 anh em. Rồi. Đế thì trải đều ha. Rồi. Đẹp bể xù luôn. Nè, xù nha. Bể nắp nắp thì có hết. Bể này này có xù ha. Nào xù báo xù cho anh em nha. Rồi mã số 25 ha anh em. Mã số 25. Làm giao luôn 1,2 triệu luôn ha. Rồi, 1,2 triệu ha. Qua wow, trời củ đẹp anh em ơi. Đẹp bá lửa củ luôn. Cây này có duyên ha. Rất có duyên. Rồi. Rồi xuống đây. Rồi, rồi. Tàng tròn đều đúng không gì? Rồi mã số 26 anh em ơi. Rồi đế đều luôn ha. Cũ nở nè. Qua thành đế đẹp. Hoành thân 24 ha. Sơ lựa cái cũ 35 anh em. Rồi. Rồi đế thì đế nơm xuống nha. Rồi cái này tầm 2m anh em. Thôi lấy 1m8 đi, 1m8 cho vừa đi. Rồi chi cành đều ha anh em, tham khảo bộ đế nha. Tại cái này giá tiền hơi có cao, anh em quay kỹ lên cho anh em xem cái này ha. Đó. Cái đế rất đẹp anh em ơi. Có củ gì mình ảnh nó lồi xuống vậy rất đẹp ha. Cái củ nó nằm y lòng bàn tay mình bơm bơm anh em. Ở ngoài rất đẹp, nhìn có cái đuôi con gì y như thú luôn á nha. Chứ ngoài nhìn chính xác hơn.
Rồi đế thịt trải đều luôn ha. Và đem tham khảo bảo tàng ha. Rồi đem tham khảo nha. Rồi mã 26 em vô luôn là 2.6 triệu nè. Rồi 2.6 triệu ha. Đó anh em tham khảo cái này rất đẹp ha. Đó. Tàn quá đẹp ha. Cao tầm 1.8 ha. 2.8 thôi. Cốt 1 ha nè. Cốt 1 cái băng ha. Mã số 26 nè. Y như con thú luôn em ơi. Nói chung ngoại như thú 2 giò ha. Có đùi rất đẹp. Đây đây lượng cũng rất đẹp ha. Anh em tham khảo đó đó. Rồi. Mã số 26 ha, là 2.6 triệu luôn em ơi. Rồi 2.6 triệu ha. Rồi quá đẹp anh em, tàn rất đẹp ha. Còn đều. Ok. Mã số 27 anh em ơi. Rồi 27. À có cũ nha. Đây là rồi hoành thân 20 ha. Cũ dữ dằn lắm anh em ơi. Cũ 38. Rồi mà có duyên. Cây này là cái duyên ha, tự cái nhánh nó cũng có duyên đó. Dạ. Đó anh em thấy cũ em tham khảo cũ nha. Có đuôi rất đẹp ha, nó y như quái thú nè mày. Rồi mã số 27 em giao luôn 1.2 triệu anh em ơi. Rồi 1.2 triệu ha. Đó 1.2 triệu thôi. Đó tàn ha, anh em tàn ok lượt ha. Đẹp ha. Thân ngang cũng 1 mét ha, chiều cao khoảng 1.5 mét ha. Đó. Em thu bộ đế nè mày. Đế kiếm một đế quái quái chơi nè. Nó quái từ lưa trong đây, một cục có quấn từ lưa trong đây luôn ha. Chặt bá nữa ha. Rồi 1.2 triệu thôi, mã số 27. Rồi mã số 27. 1.2 triệu anh em ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 28 luôn. Rồi 28. Hoành thân 21 anh em ơi. Rồi. Cũ 28 ha. Một cốt một anh em ơi. Rồi bể nắt hết ha. Nói chung là mai này có dàn nắt hết anh em ơi. Bể nắt hết chưa đó. Rồi 800 luôn anh em ơi. Nó bán giá ưu đãi anh em luôn. 800 ngàn luôn. Đó, một cốt một anh em. Về nuôi tàn ra ha. Chung chi tàn mà không thiếu mà tại mấy chi cục ha. Rồi về mình coi lại ha. Mình coi mấy cái tàn dài đi. Nuôi cho đều đều ha. Chỉ có 800 anh em. Cao hơn tầm 1.7 ha. Dạ. 7.8 ạ. Đó, ngang thì trước mắt cũng cả mét rồi ha. Quá đẹp ha. Rồi chỉ có 800 thôi. Có cũ là rất đẹp anh em. Đưa cũ đế chập bá luôn em ơi. Rồi 29. Chưa có rửa tới nó luôn nè. Chơi luôn nha. 6 xíu chút nha. Rồi hoành thân 20 ha. Rồi. Cũ thì dữ lắm rồi. Cũ 42 anh em ơi. À đây đây. Rồi nách luôn, cái nặng nách hết, xù vậy nè anh em ơi. Đó bể bể nè, đó nè. Bể bể vậy anh em ơi. Bể nách hết luôn. Rồi, cái này cây rửa sạch mới đẹp cho anh em. Y như con gì luôn. Quái ha. Đúng quái luôn, cái này quái ha. Rồi mã số 29 nè. Rồi mã số 29 vô luôn 1.4 triệu luôn anh em ơi. 1.4 triệu luôn. Qua wow, tới cũ anh em hết thằng cũ anh em ơi. Chơi bộ đế rồi nè. Rửa sạch cái nhìn đẹp mắt lắm anh em. Chuồng đủ hết nha. Rồi mã số 29 nha nè. Rồi xuống cây. 1.4 triệu. 31 nữa Tâm ơi. Rồi. Số 30 ha. Rồi. Đây. Đây anh Tâm. Nói cục cục hết luôn ha. Đó, xù cục cục hết đó nè. Nào xù em báo xù cho anh em ha. Đó, đây nói chung là có đế hết nè. Đi đều hết nè. Chứ phải không có nha. Cạo mới thấy. Chưa rửa nè không thấy anh em nè. Để đều hết, bảo anh em luôn. Nào đều mà nói đều ha. Rồi, xù đây, xem xù ha. Nổi cục cục hết luôn ha. Nào xù mình báo xù ha. Rồi này cao tầm 2 mét anh em. Tán ngang 1 mét rưỡi ha. Rồi mình luôn 1.3 triệu luôn. À, 1.3 triệu ha. Rồi 1.3 triệu luôn. Dạ. Chứ mau lẹ anh em chưa rửa hơi xấu chút, bán 1.3 triệu thôi. Chứ xin rửa sửa sạch cái là đẹp lên là bán 1.5 triệu nha. Dạ. Rồi. Đó. Rồi 1.3 triệu cho mã số 30 luôn. Đó, mã số 30. Quá rồi, đẹp anh em. Cây đó, cây đó. Số 31 anh em. Rồi 31 ha. Hoành thân 23 anh em ơi. Rồi.
cũ 28 em. Đó, cái này quá trời xù bụng luôn em. Đó, cột bụng hết xù luôn rồi. Tham khảo em, anh em tham khảo cái xù ha. Trên này này bụng bụng hết rồi nè. Quá đẹp. Rồi tán ngang là 1m1, 1m2 ha. Làm vô luôn cái này 1.3 triệu cho anh em luôn, mau lẹ lên em ơi. Rồi mã số 31 em, 1.3 triệu luôn. Đó, à, cao tầm 1m7 ha. Cao tầm 1.5m đi, lấy 1.5m này. Tán ngang thì quá đều. Đó, chỉ cần lực không em. À, mã số 31 nè, bụng nó ráo nè. Bụng xù nè. Toàn bộ luôn. Này ta gọi là xù giam me nè, nó bung vậy nè. Rồi, 1.3 triệu lên em ơi. À, 1.3 triệu ha. Rồi, mã số 31 em. Anh có nhắn gửi gì không anh? Rồi, cũng mong cô chú anh chị em mình xem cuối clip được ủng hộ em. Dạ. Em cũng rất cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Dạ, hẹn lại cô chú anh chị em mình clip sau. Rồi, cảm ơn anh Sự nhiều ha. Dạ. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.